Hello, xin chào các bạn ha. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn một phần nhỏ của môn giải phẫu học các bạn, của môn giải phẫu. Thì như chúng ta đã biết thì chúng ta học về cái môn giải phẫu học này á, là chúng ta học về cái cấu tạo của các cơ xương khớp, thần kinh, mạch máu, vân vân. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu một phần nhỏ, một phần rất nhỏ ha, đó là định hướng của các xương ha. Thì đó là một phần mà cơ bản mà chúng ta phải biết, đó là định hướng 10 xương cơ bản của cơ thể. Thì nếu mà chúng ta muốn muốn đọc được tên xương, muốn đọc được vị trí thì chúng ta phải định hướng được nó, thì chúng ta mới mới biết được cái tên xương nó nằm vị trí nào. Tôi xin giới thiệu các bạn là phương pháp định hướng của 10 loại xương cơ bản của cơ thể người. Thấy các bạn. Thì thí dụ như khi mà chúng ta định hướng thì coi như chúng ta chưa biết cái tên của xương là gì. Cho nên thí dụ ta nói là đầu tròn lên trên, hay là diện khớp ra ngoài chứ không ở gai vai ra ngoài, hay là chõm đùi lên trên, bị mình chưa biết tên mà coi như định phần định hướng xương là xem như mình chưa biết tên, chưa biết xương gì hết. Mình định hướng xong rồi, lúc đó mình mới xác định lại cái tên vị trí của xương, thì lúc đó nó mới đúng, nó mới chính xác. Rồi đầu tiên thì tôi xin giới thiệu các bạn là 10 xương, 10 cái loại xương cơ bản của cơ thể người. Đầu tiên tôi xin giới thiệu các bạn định hướng, phương pháp định hướng xương đòn. Rồi thì định hướng xương đòn là rất đơn giản, gồm có ba ý như sau. Thứ nhất là chúng ta thứ nhất là thứ nhất là đầu dẹt ra ngoài. Đây các bạn, đầu dẹt là các bạn, đầu dẹt ra ngoài, đầu dẹt hay là đầu dẹt đó các bạn. Bởi vì xương này, xương đòn này nó có hai đầu, một đầu dẹt và một đầu nó không tròn nhưng mà nó không dẹt ha. Cho nên ý thứ nhất là đầu dẹt ra ngoài hay là đầu dẹt ra ngoài đó các bạn, cái nào cũng được. Ý thứ hai là bờ lõm của đầu dẹt ra trước ha, tức là ngay cái đầu dẹt này nè, nó có một cái bờ lõm, nó lõm ở sau, nó không có lõm, thì mình lựa cái mặt nào lõm mình đưa lên trước, mặt trước các bạn ha. Rồi ý thứ ba là mặt có rãnh xuống dưới. Chúng ta thấy có những cái rãnh này của cái xương đòn nè ha, thì ta nói mặt có rãnh sẽ đưa xuống dưới. Thì chúng ta phải biết đầu dẹt ra ngoài có nghĩa là bên ngoài của cơ thể các bạn, trong là bên trong của cơ thể, hướng trong vô cái trục thân, hướng trong vô cái cột sống á, gọi là vào trong cơ thể và hướng ra ngoài cơ thể. Rồi thì cái này chờ các bạn học, các bạn phải biết được cái tư thế giải phẫu rồi nha, tôi phải nhắc lại nữa. Đó là tôi đã giới thiệu xong các bạn được cách phương pháp định hướng xương đòn. Rồi cái xương thứ hai là đó là xương bả vai. Thì tại trên cái atlas nó không có cái hình của xương bả vai, không có hình của cái xương bả vai riêng biệt, cho nên tôi lấy cái hình này nó dính với cái xương cánh tay. Thì các bạn hãy bỏ qua cái xương cánh tay, đừng nhìn tới ha, coi như là các bạn đừng có nhìn tới xương cánh tay, các bạn chỉ tưởng tượng và nhìn cái xương 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 bả vai thôi. Thì định hướng, để định hướng được xương bả vai thì chúng ta có hai ý như sau. Ý thứ nhất là gai vai ra sao. Đây các bạn. Đây. Chúng ta trên cái xương bả vai này á, thì chúng ta đặc biệt á, là nhìn cái xương, cái mỏm quạ và cái mỏm cùng vai rất là dễ dàng. Cho nên cái trường hợp mà xương bả vai thì ngoại lệ, chúng ta sẽ đọc được cái tên đó ha. Thì đó là gai vai ra sao. Thế gai vai ra sao các bạn? Đây nè. Gai vai đưa ra sao. Ý thứ hai là gì? Là góc có diện khớp hình xoong lên trên và ra ngoài. Góc có diện khớp hình xoong là ý người ta nói cái gì các bạn? Ý người ta nói cái ẩu chảo của bạn. Cái ẩu chảo của xương bả vai, cái ẩu chảo của xương vai ở đây. Đây có ẩu chảo nè các bạn, ở đây nó có một cái lõm nè. Người ta gọi là góc có diện khớp hình xoong lên trên và ra ngoài. Chỉ hai ý đó thôi là chúng ta đã định hình được cái xương bả vai. Rồi, tôi xin giới thiệu với các bạn phương pháp định hướng xương cánh tay. Khi mà định hướng xương cánh tay thì các bạn bỏ qua
các bạn đừng có nhìn tới cái xương bả vai nữa, chỉ nhìn chăm chú vào cái xương cánh tay, chú ý vào xương cánh tay thôi. Định hướng được xương cánh tay thì chúng ta sẽ chú ý những ba ý sau. Ý thứ nhất là ta đặt xương thẳng đứng ha các bạn. Đây, ta đặt cái xương mình thẳng đứng lên ha các bạn, thấy không? Đặt xương thẳng đứng. Ý thứ hai là đầu tròn lên trên, các bạn thấy không? Cái xương cánh tay này có một cái đầu tròn và một cái đầu nó không có tròn. Cho nên ta nói ý thứ hai đó là đầu tròn lên trên, hướng vào trong cơ thể ha. Đầu ý thứ hai là đầu tròn lên trên hướng vào trong, và ý thứ ba là rãnh ở đầu này hướng ra trước. Nè các bạn, trên cái đầu này nó có một cái rãnh nè các bạn ha. Nó có cái rãnh giang cũ nè, thì mình coi như mình chưa biết gì hết thì gọi là cái rãnh thôi. Thì rãnh ở đầu này nó hướng ra trước ha. Như vậy là chúng ta đã định hướng được cái xương cánh tay. Xin giới thiệu tiếp với các bạn là cách phương pháp là định hướng xương quay ha. Để định hướng được xương quay thì chúng ta hiện tại bây giờ cái xương quay và cái xương trụ nằm chung, các bạn đừng có nhìn tới xương trụ ha, các bạn bỏ qua xương trụ và nhìn cái xương quay đi các bạn. Xương quay mới đây. Thì để định hướng được xương quay thì ta làm sao? Để định hướng được xương quay thì ta cũng làm theo, ta có ba ý như sau. Thứ nhất thì đó, những cái xương mà thẳng vậy các bạn thì lúc nào cũng có cái ý là đặt xương thẳng đứng các bạn. Thứ nhất là gì? Đặt xương thẳng đứng ha, các bạn thấy xương này thẳng đứng không? Ý thứ nhất là đặt xương thẳng đứng. Ý thứ hai là đầu lớn ở dưới. Các bạn nhìn thấy xương quay nó có một cái đầu nhỏ và cái đầu lớn, thì cái đầu lớn ta đưa xuống dưới, máu nhọn đầu dưới ở ngoài và mặt có nhiều rãnh ra phía sau, là ra cái máu nhọn của đầu lớn ở ngoài, cái đầu lớn ở dưới các bạn nó có một cái máu nhọn nè, thì ta sẽ đưa quay nó ra bên ngoài, và mặt có nhiều rãnh ra phía sau. Ở đằng trước này không có rãnh nè, mặt sau của nó có rãnh thì các bạn sẽ đưa mặt có nhiều rãnh ra phía sau. Đây các bạn, cái mặt có nhiều rãnh là bên đây đó, đây là mặt sau của nó các bạn, là cái mặt có nhiều rãnh. Rồi tôi xin giới thiệu tiếp với các bạn cách phương pháp định hình đối với xương trụ. Đối với xương trụ thì cũng để cái hình này luôn các bạn, bỏ qua cái xương quay và chúng ta chăm chú nhìn vào cái xương trụ. Thì đối với xương trụ chúng ta có bốn ý như sau. Ý thứ nhất là gì? Lúc nào chúng ta cũng phải nhớ rằng đặt xương thẳng đứng. Đối với xương thẳng là phải vậy thôi. Đặt xương thẳng đứng ha, thẳng rồi ha. Đặt xương thẳng đứng. Ý thứ hai là đầu lớn lên trên. Có xương trụ này có hai đầu, một cái đầu lớn một cái đầu nhỏ, thì chúng ta sẽ đưa cái đầu lớn lên trên. Ý thứ ba là mặt khớp lõm của đầu này ra trước. Mặt khớp lõm của đầu này ra trước. Các bạn nhìn thấy hai đầu này, đầu lớn đầu nhỏ, và cái đầu lớn nó có cái đầu lớn mình đưa lên trên rồi ha, và mình thấy có một cái mặt khớp lõm nè các bạn. Nhìn thấy một cái khớp lõm y ra cái đồng lọc rồi nè ha. Thì mình đưa cái mặt khớp lõm đầu này ra trước. Rồi, ý thứ tư là gì? Cạnh sắc của thân xương ra ngoài. Tức là cái thân xương này có cái cạnh sắc và cạnh bình thường ha. Và cạnh sắc bén lắm các bạn. Thì cái cạnh sắc này ta đưa ra mé ngoài bé đây ha. Cạnh này là cạnh sắc, ta đưa ra mé ngoài. Rồi, tôi xin giới thiệu tiếp với các bạn về các phương pháp định hướng xương chậu. Đối với những cái xương hồi nãy giờ tôi nói á, là các bạn thấy nó dễ nhìn vì nó thẳng. Còn đối với cái xương chậu á, nó có nhiều phía, nhiều mé lắm. Chúng ta phải ráng tưởng tượng nha các bạn. Thì để định hướng được xương chậu thì chúng ta sẽ thực hiện đúng bốn ý như sau. Ý thứ nhất là gì? Là đặt xương thẳng đứng như cánh quạt. Thấy các bạn? Đặt xương thẳng đứng như cánh quạt. Ta đặt xương thẳng đứng như cánh quạt nè, mình đặt cái xương thẳng đứng lên như cánh quạt, các bạn thấy không? Rõ ràng như cánh quạt không? Mà lỡ ta đặt ngược lại thì hồi ta đọc tới những ý khác thì ta cũng phải xây lại à, đúng không? Đây, ý thứ nhất là gì? Đặt xương thẳng đứng như cánh quạt. Rồi mặt có lõm hình chén ra ngoài. Các bạn thấy không? Mặt có lõm hình chén, ý nói là cái ổ cấu đó các bạn. Cái ổ cấu để gắn cái chõm xương đùi vô đây nè. Để ráp chõm xương đùi vô nè, thì mặt có lõm hình chén ra ngoài, nghe mình quay ra mé ngoài. Ý thứ ba là phần cánh quạt có lỗ hổng xuống dưới. Phần cánh quạt có lỗ hổng xuống dưới là nói gì các bạn? Tức là nói phần cánh quạt mà nó có một cái lỗ lủng nè, người ta gọi là lỗ hổng á, thì quay xuống dưới. Và ý cuối cùng đó là bờ có phiết lớn ra sao. Thì nhìn thấy cái bờ nào mà có cái phiết lớn này nè à, mình nhìn thấy cái bờ nào có phiết lớn này thì mình đưa ra phía sau lưng. Rồi bây giờ tiếp theo tôi xin giới thiệu với các bạn là xương đùi.
xương đùi. Xương đùi là xương thứ bảy kìa, từ nãy giờ mình làm được 7 xương, 6 xương rồi đó. Thứ nhất là xương đòn, thứ hai là xương bả vai, thứ ba là xương cánh tay, thứ tư là xương quay, thứ năm là xương trụ và thứ sáu là xương chậu. Bây giờ tiếp tục, thứ bảy là chúng ta sẽ định hình xương đùi. Để định hình được xương đùi thì chúng ta sẽ là có bốn ý, cũng bốn ý như sau các bạn. Thì diễn nhiên cái ý đầu tiên là gì các bạn? Ý đầu tiên là gì? Là đặt xương thẳng, đặt xương thẳng đứng. Đó là cái ý đầu tiên mà chúng ta phải có đối với xương thẳng. Thứ nhất là đặt xương thẳng đứng. Ý thứ hai là gì các bạn? Ý thứ hai là đầu tròn lên trên, hướng vào trong ha. Ý thứ hai là đầu tròn lên trên, hướng vào trong nè, đầu tròn lên trên ha. Nó có hai đầu các bạn, một cái đầu tròn dạng cái đầu không tròn là thì nó không tròn, đầu tròn là không tròn thì ta đưa cái đầu tròn lên trên, tức là đầu tròn lên trên hướng vào trong ha, hướng vào trong cơ thể ha. Còn cái đó là tôi nói ý thứ hai và ý thứ ba ráp lại đó. Còn nếu mà ta tách ý thứ ba là gì, người ta nói đầu tròn lên trên, ý thứ ba là gì? Mặt khớp của đầu tròn hướng vào trong. Đây, mặt khớp của đầu tròn hướng vào trong. Và ý cuối cùng đó là bờ dày của thân xương ra phía sau, tức là cái xương đùi này nó có ở trước, nó không có bờ dày, nó trơn láng mà, nhưng mà ở đằng sau có một cái bờ dày cui luôn, thì cái bờ dày sẽ quay ra phía sau. Tiếp theo tôi xin giới thiệu các bạn tôi định hình các phương pháp định hình xương bánh tre. Tiếp theo ta sẽ định hình xương thứ 8, đó là xương bánh chè. Thì đối với xương bánh chè chúng ta có 3 ý. Ý thứ nhất là đặt đầu nhọn xuống dưới ha, các bạn thấy không? Ý thứ nhất là đặt đầu nhọn xuống dưới, nó có đầu nhọn nè các bạn. Ý thứ nhất là đặt đầu nhọn xuống dưới. Ý thứ hai là mặt có hai diện khớp ra sao, thì ta thấy cái mặt nào nó có hai cái diện khớp để nó khớp với xương đùi đó các bạn. Thì mà ý thứ hai là mặt có hai diện khớp ra phía sau. Ý thứ ba là gì? Là phần diện khớp rộng hơn thì ra ngoài. Thì nó có hai diện khớp, hai diện khớp đó ta đưa ra sau, và cái phần diện khớp rộng hơn thì ta đưa ra mé ngoài. Coi như đã định hình xong cái xương bánh chè các bạn. Tiếp theo tôi xin giới thiệu xương thứ 9, đó là xương chày. Thì xương chày thì chúng ta định hướng theo bốn ý như sau. Thứ nhất là đặt xương thẳng đứng ha. Chúng ta xương nhớ rằng xương thẳng lúc nào cũng phải có câu đặt xương thẳng đứng. Thẳng đứng nha các bạn. Đặt xương thẳng đứng. Xương chày là xương mấy trong các bạn. Mình phải nhớ cái câu là xương chày ở trong và xương mát ở ngoài. Mình phải nhớ câu đó ha. Đây là xương chày, đặt xương thẳng đứng. Ý thứ hai, đầu nhỏ xuống dưới. Xương chày này nó có hai đầu, một đầu to và một đầu nhỏ, thì ta đưa đầu nhỏ xuống dưới. Ý thứ ba, máu của đầu nhỏ vào trong. Đây ha, chúng ta nhìn thấy nó có một cái máu nè các bạn. Đây là gọi là cái máu nè. Thì máu của đầu nhỏ vào trong, phía trong cơ thể. Thì ngay cái máu này chính là xương mắt cá trong đó các bạn. Thì nhưng mà khi định hướng thì ta nói là máu của đầu nhỏ vào trong. Và ý cuối cùng, ý thứ tư đó là bờ sắc rõ ra trước. Nó có một cái xương này, nó có một cái bờ sắc và cái bờ khác đó. Chỉ nhìn vào cái bờ xương này chỉ có một cái bờ sắc sắc bén thôi nha các bạn. Thì cái nó nói là bờ sắc rõ ra trước, tức là bờ sắc mà rõ ràng thì nó sẽ ra phía trước. Đó là xong xương thứ 9. Và tôi xin giới thiệu xương cuối cùng, đó là xương thứ 10 trong 10 xương cơ bản của cơ thể, đó là xương mát. Xương mát là xương mé ngoài các bạn. Thì xương mát chúng ta định hình cũng bằng bốn ý. Thứ nhất, đặt xương thẳng đứng. Đây ha, đặt xương thẳng đứng. Thứ hai, đầu dẹp nhọn xuống dưới. Hai đầu là xương xương mát này có hai đầu các bạn, một đầu dẹp và đầu không dẹp nè. Thì đầu dẹp mà nhọn nữa, thấy không? Có nhọn rõ ràng nè, đây đâu có nhọn. Thì đầu dẹp nhọn xuống dưới. Ý thứ ba là hố của đầu này phía sau. Tức là đầu dẹp nhọn xuống dưới và cái hố của đầu này ra phía sau. Tức là cái đầu dẹp nhọn này nó có một cái hố. Đầu này nó có một mặt hố mặt không, thì ta lựa cái mặt hố, ta đưa hố của đầu này ta đưa ra phía sau. Và ý thứ tư đó là mõm nhọn của đầu này ra ngoài ha. Đầu dẹp nhọn xuống dưới. Chúng ta nhớ rằng ý thứ tư là gì? Đầu dẹp, ta có ý thứ hai là đầu dẹp nhọn xuống dưới, và ý thứ tư đó là mõm nhọn của đầu này. Đây là cái mõm nhọn nè các bạn. Thì mõm nhọn của đầu này nó sẽ hướng ra ngoài ha. Thì tôi đã vừa giới thiệu xong với các bạn cách phương pháp định hình cho 10 xương cơ bản, 10 loại xương cơ bản của cơ thể.
mà tối thiểu chúng ta phải biết định hình nó, thì lúc đó chúng ta học giải phẫu mới học tiếp theo được ha. Nếu không định hình được thì chúng ta không làm gì được hết, vì định hình đó là cái cơ bản để chúng ta học môn giải phẫu học thôi. Xin chào, xin chúc các bạn học tập thật tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.